Xin chào quý bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Thiên Minh Auto Safety. Và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý bạn một bộ sản phẩm mới trong danh mục các sản phẩm hỗ trợ lái xe an toàn của Thiên Minh. Đó chính là một bộ sản phẩm camera 360 độ mô phỏng 3D tới từ thương hiệu HTZ danh tiếng, đã có tới 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất camera dành riêng cho ô tô. HTZ cũng không mới khi mà họ đã kết hợp với rất nhiều các hãng ô tô trên toàn thế giới, không chỉ tại Việt Nam, để cung cấp những bộ sản phẩm chất lượng liên quan đến camera ô tô. Một bộ sản phẩm camera 360 độ này sẽ bao gồm hai thành phần chính, đó chính là 4 camera được đặt tại các vị trí đầu xe, hai bên gương xe và đuôi xe. Thứ hai, đó chính là bộ vi xử lý trung tâm để truyền tải hình ảnh lên chính chiếc DVD theo xe của các bạn. Có điều đáng nói về 4 chiếc camera tới từ HTZ, nó có sự khác biệt hoàn toàn so với những chiếc camera trên thị trường. Đó chính là nó thu được hình ảnh HD và đặc biệt là góc mở của camera rất rộng, lên tới 170 độ, giúp chúng ta có cái nhìn toàn cảnh hơn và gần như không có điểm chết, khi mà các bạn có thể quan sát thấy hầu hết tất cả các chướng ngại vật được đặt tại các vị trí sát camera của mình. Sau khi thu được 4 hình ảnh riêng biệt thông qua bộ vi xử lý, sẽ được mô phỏng toàn cảnh 3D và hiển thị trên chiếc DVD này. Ngoài những tính năng trên, sẽ có một điểm rất hay, đó chính là khi tôi xi nhan, ví dụ bây giờ tôi xi nhan bên trái, ngay lập tức hình ảnh sẽ được truyền về gồm hai hình ảnh chính. Một là hình ảnh mô phỏng toàn cảnh về xe, và hai đó chính là hình ảnh toàn bộ về phần lề trái của xe, nơi hiển thị tất cả gần như những điểm chết quan trọng nhất, đặc biệt là ở phía đầu xe. Điều tương tự cũng xảy ra khi tôi xi nhan bên phải. Những hình ảnh truyền từ lề phải của chiếc xe cũng sẽ hiển thị đầy đủ, kết hợp với hình ảnh mô phỏng 3D về chiếc xe đang di chuyển trên đường. Điều này cũng tương tự xảy ra, và thậm chí nó còn thông minh hơn khi mà tôi cài số lùi. Đây, các bạn thấy này, khi tôi cài số lùi, ngay lập tức hình ảnh sẽ hiển thị của camera lùi, bao gồm hình ảnh mô phỏng, hình ảnh thu được từ camera sau. Đặc biệt, nó có sẵn những cái phân vạch khoảng cách, và một điểm thông minh hơn đó chính là nó hiển thị được góc đánh lái. Đó chính là điểm rất hay trên bộ sản phẩm camera 360 độ này. Điều này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong trường hợp mà các bạn di chuyển ở khu vực đường chật hẹp, hoặc các bạn lùi xe vào bãi đỗ, sẽ không còn bất kỳ một vật cản nào mà không nằm trong tầm mắt của các bạn. Có một điểm ấn tượng hơn về bộ sản phẩm camera 360 độ này, đó chính là nó sẵn sàng thay thế cho một chiếc camera hành trình khi nó có khả năng ghi lại toàn bộ những hành trình theo xe và lưu trữ hoàn toàn trên một chiếc thẻ nhớ được tích hợp sẵn trong bộ vi xử lý. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có thể mở rộng thêm bộ nhớ cũng như là trích xuất file video dễ dàng hơn với một dây cắm USB đã được truyền sẵn về phần vị trí hộp chứa đồ của các bạn. Bộ sản phẩm camera 360 độ 3D này được bảo hành 12 tháng và được lắp đặt trên toàn quốc tới từ Thiên Minh Auto Safety. Mọi thông tin chi tiết về bộ sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline hoặc truy cập website thienminhautosafety.com để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.